Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay thì bên mình lại tiếp tục một cái series giới thiệu về những cái dòng sản phẩm công cụ hỗ trợ. Thì sản phẩm hôm nay bên Tăng Cảng giới thiệu là dòng cảo kẹp nhanh của hãng Quinn. Dòng này thì nó gọi là Quick Grip. Đó. Vì những dòng cảo mà kẹp nhanh trên thị trường trước nay của hãng Quinn á, thì các bạn cũng đã biết là có rất nhiều mã. Thì bên mình đang hiện tại là cung cấp cái dòng bản cao nhất của hãng Quinn, đó là dòng XB600, đó tương đương với 272 kg. Đó, các bạn xem nè. Đó. Về dòng này á, thì mã hiệu sản phẩm nó sẽ là 20214 18N. Trong này á, thì 18N nó sẽ thể hiện đó là cái hệ inch. Đó, ví dụ như dòng này đang là 18 inch, tương đương với 46 cm. Vì nó nhanh trước qua việc ví dụ như 46 cm, đó là cái chiều dài làm việc của cái bộ cảo. Có nghĩa là khi em rút ra ấy, đây, nó tính cái chiều dài làm việc bên trong lòng là 46, nhưng mà thực tế nó sẽ là 46.5. Và khi mình bóp chặt nó sẽ nhích đi khoảng tầm 0.5 cm. Vì dòng thương hiệu Ewing thì chắc cả tất cả bạn đều biết được, đây là một thương hiệu của Mỹ, là thuộc qua tập đoàn của Black Decker, cũng như là những sản phẩm liên quan như là Dewar hay là Stanley á. Về chất lượng sản phẩm thì mình của hãng này thì mình sẽ không nói sau nữa, nhưng mà đầu tiên á, thì mình sẽ đi vào chi tiết của sản phẩm. Đây á, là về phần cảo, phần thanh sắt này là được thiết kế thì dạng chữ Y, độ dài lên tới 8 mm. Đó, các bạn thấy không? Về dòng này á, đang là bản phiên bản cao nhất như nãy mình giới thiệu á, là dòng được kẹp lên tới 272 LPS, là dùng cho hàng công nghiệp cũng như là những anh em mà sưu tầm đam mê những cái hàng công cụ mà chất lượng cao á. Vì lực kẹp này rất là chắc, thì các bạn sẽ sử dụng khi kẹp phôi gỗ này hoặc là cơ khí cũng được. Đây. Để mình nói nhanh qua về cái độ rộng của bản này. Về những anh em sẽ quan tâm những cái thông số như là ví dụ như bề ngang của cái bản kẹp. Đây, bề ngang của bản kẹp cho anh em cùng xem. Đó. Bề ngang bản kẹp là 3.6, gần 3.7 cm. Còn chiều cao bản kẹp này á, là 9 cm. Là những anh em nào có thể kẹp phôi cao 9 phân là rất là tốt. Về những sản phẩm, những mã của Ewing á, thì thông thường là nó sẽ có mã từ 10, 15, 19. Thì cái bản này rất là nhỏ, cũng như cái lực kẹp nó sẽ không cao. Và điểm đặc biệt để anh em nhận biết của dòng mã cao nhất của Ewing hiện tại, mã 2021 á, đó là cái mặt này nè. Đó, các em thấy được trang bị là bằng nhựa màu, nó hơi bạc bạc nè. Còn những cái dòng khác thì nó sẽ là màu xanh. Cấu tạo thì nó không có hầm hố bằng dòng này. Đó. Bên mình thì hiện tại đang cung cấp 3 kích thước. Đầu tiên đó là 30, tiếp theo là 46 và một dòng là 61. Đây, 61 này. Cho anh em cùng xem. Đó. Về chiều dài tổng thể nó sẽ gần 85 cm, còn lọt lòng làm việc là 61. Đó. Về đơn giá của sản phẩm á, thì các bạn có thể tìm trên website bên mình. Đó, ví dụ như mã hiệu mà dòng của Ewing 12 inch tương đương với 30 cm, đó là các bạn đánh cái mã 20214 12N. Đó, đây là dòng này. Đơn giá nó ở trên góc màn hình luôn, đó là 725.000 một cái. Còn tiếp theo là cái này mình nhầm, cái này là 46 này. Dòng 46 cm. Nãy mình nói là dòng 30 cm là dòng này. Ồ, ngã mất rồi. Đó, đây là dòng 30 cm là 725.000. Còn tiếp theo đến cái mã sản phẩm dài hơn 46 cm, là tương đương tới 18 inch, đó là 774.000. Còn dòng cao nhất hiện tại của bên cửa hàng mình đó là 61 cm, là đơn giá 838.000. Đó, theo mình đó, thì với mức giá này á, thì cũng rất là phù hợp đối với những anh em mà sưu tầm hoặc là đam mê công cụ mà hàng cao cấp á. Về ví dụ như những cái dòng sản phẩm mà thấp hơn á, thì nó khoảng dao động nó cũng tầm 400 mấy 500 rồi, thì các bạn thêm một chút tiền nữa mà sở hữu phiên bản cao nhất của hãng Ewing. Rồi. Rồi, về trong này á, thì mọi người lưu ý nó sẽ cấu tạo rất là đơn giản. Về tất cả thì ở đây á, là nhựa cứng tổng hợp. Thì mình thấy á, là cái độ hoàn thiện rất là cao, không có ba vớ như những cái dòng hàng khác. Nó sẽ có thêm một cái cử chặn này. Cử này á, thì nó mình sẽ lát mình sẽ nói cụ thể, nhưng mục đích của nó á, là sẽ làm cho cân bằng cái cảo khi các bạn mà đặt trên những cái tấm bàn này. Nó sẽ kê lên đây. Trong đây á, là sẽ có nút xoay. Và khi anh em mà bóp, cái này là dạng như anh em bóp phôi, và khi anh em nào muốn mà nong cái sản phẩm ra, các bạn xoay cái này, mở khóa ra, rút ra này. Đó, mình sẽ đảo cái chiều, đó các bạn thấy không, mình sẽ đảo chiều qua đây. Đó, mình chuyển qua đây. Đó, rồi mình cũng sẽ vặn cái này lại, và bắt đầu mình bóp cái là sẽ nong ra. Đó, các bạn thấy không. Rồi, các bạn lưu ý là nhớ vặn chặt cái này ha. Cái này là không có rút ra được, nó sẽ vẫn nằm hơi toàn tan đây này. Đó,
trong này nó sẽ có một cái lỗ, mình sẽ vặn cái khớp này trong cái lỗ này. Đó. Rồi để mình nói sơ qua về cấu tạo của dòng cảo này là làm từ thép. Cái tấm thép này là rất là dài và nó sẽ được mạ một cái lớp chống rỉ. Như vì là thép nên thành ra khi các bạn sử dụng thời gian lâu dài á, nó sẽ có cái độ rỉ. Đó. Nếu các bạn mà dùng nhiều thì nên khi mình dùng xong mình nên chùi sạch, cũng như mình bôi một cái lớp dầu bảo vệ để chống rỉ. Như một số cây mẫu này là cây mẫu ở cửa hàng mình này, nó cũng có cái dấu hiệu rỉ. Không phải là hàng cao cấp là không rỉ đâu anh em ha. Đó, cứ mỗi lần anh em bóp á, nè, bóp là nó sẽ di chuyển khoảng từ 0.5cm hoặc là 0.7cm. Còn anh em nào rút cơ chế rút nhanh, mình chỉ cần bóp cái cần này, rút nhanh. Khi nào gần tới rồi mình chỉ cần bóp cái này, lực siết nó lên tới 272kg luôn á. Là đang là dòng cảo có lực kẹp lớn nhất của hãng Oquin. Rồi, các bạn xem để mình kẹp thử phôi ha. Bây giờ đó mình đang bình thường các bạn sẽ dùng cái này mà ghép những cái tấm ván và khổ trong lòng và cái chiều dài làm việc của cái cảo á, thì đây như bên mình đã sử dụng để cho các bạn xem. Cái này thì những anh em làm mộc thì đã quen rồi. Còn như khi nãy mình có nói về cái chi tiết sản phẩm này nè, cái cục nhựa này là dùng để chêm để giữ cái thăng bằng của cho cái cảo cũng như là cái tấm phôi đó, các bạn thấy không? Đó. Sau khi mình bóp lại rất là chặt luôn, rất là cứng, gần như các bạn không gỡ được luôn á. Đó, còn cái viên xả thì các bạn chỉ cần bóp cái này nó bung ra thôi. Đó. Đó, rút ra, cơ chế rất là dễ dàng. Bên mình cũng đã vừa làm xong một cái hộp. Thì thường những anh em mà khi đóng xong mà nó sẽ không có thấy khít ở cái đầu này nè. Đó, ví dụ như nó bị hụt vô thì anh em muốn nong ra thì gần như rất là khó. Thì mình sẽ sử dụng cái cảo kẹp nhanh này, mình đổi đầu. Đây, đây là cơ chế. Mình chỉ cần nó cơ chế ngược vậy thôi, mình chỉ cần cho vào đó, đưa vào trong cái phôi rồi mình bóp, nó sẽ nong ra từ từ. Vì cái này thì mình làm chuẩn rồi nên thành ra là ví dụ như anh em nào làm những cái hộp mà cần muốn cho nó rộng ra tí xíu khoảng tầm 2-3 ly á, thì mình dùng cái cảo này mình đảo chiều đó, mình chỉ cần bóp cái này đó, rồi bắt đầu cái nòng cứ ngắt luôn, rồi bắt đầu nó sẽ nong ra từ từ rồi. Cái một điểm lưu ý của dòng sản phẩm Oquin này á, là mình thấy rất là hay đó, về trong này là nếu anh em để ý nó sẽ có một cái chế độ khóa này, là khi anh em dùng cái này là bằng toàn bộ là bằng nhựa cứng đó, những cái tấm phôi dạng thẳng thì anh em sẽ dùng theo cơ chế khóa này là siết rất là cứng. Còn ví dụ như những cái phôi mà dạng như hơi hình chéo anh em có này, mình đẩy cái lãi bóp nhắn mà đó, là gần như cái này nó sẽ hơi như bị hơi răng răng đó, có nghĩa là những cái góc nghiêng, do những cái phôi góc nghiêng thì mình sẽ dùng cái này, và khi nào dùng xong mà quay lại cái thẳng thì mình chỉ cần nhắn cái này và coi như nó khóa. Đó, rất là hay. Thì như dư xưởng mình á, thì sử dụng dòng cảo này cũng nhiều. Vì giá thành á, thì tuy nó cũng hơi cao so với thị trường Việt Nam, nhưng mà so với cái đồng tiền mà bỏ ra, so với lực kẹp này, rồi độ hoàn thiện cũng như nhìn thẩm mỹ bên ngoài thì mình thấy là cũng rất là ok. Dòng này á, thì mọi người lưu ý á, là thương hiệu của Mỹ nhưng vẫn sản xuất ở Trung Quốc đó, nhưng mà sản xuất theo chuẩn Mỹ nên chất lượng rất là cao đó. Về phần tay cầm này nè, mình thấy rất là xịn sò, có nghĩa là thiết kế vừa y vừa vặn cái tay của mình, rồi mình bóp thời gian nhiều á, nó sẽ rất êm, không có bị đau tay. Về trên này á, nó sẽ có 6 con ốc, ốc này là ốc hoa thị đó. Thường thì các bạn sẽ thấy trong những cái dòng sản phẩm cao cấp thì họ sẽ dùng những con ốc này. Bên mình á, thì chưa có thời gian để mở cái này ra, với lại mở thì nó sẽ hư đó. Để khi nào có rảnh thì mình sẽ qua xưởng bên mình lấy cái cảo bên mình đang dùng ra để mở thử cho các bạn xem bên trong rụt rà nó có cái gì đó. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Về sản phẩm thì như mình nói, bên mình sẽ có 3 cỡ, đó là 30, 46 và 61cm. Nếu anh em đặt hàng thì có thể tham khảo trên website tangcardeco.com bên mình. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.